Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có thai Hùng Tút, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 không? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trở về nước tối ngày 28 tháng 9 sau khi kết thúc chuyến công du tại Hoa Kỳ và thăm Cuba. Ngay lập tức, sáng ngày 29 tháng 9, ông Tô Lâm trên cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm và làm việc với Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự buổi làm việc có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc và các lãnh đạo Tổng cục 2. Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Tổng cục 2. Theo một số nhận định, tuy Tổng bí thư Tô Lâm là bí thư quân ủy Trung ương, nhưng vẫn chưa thực sự kiểm soát được quyền lãnh đạo toàn diện quân đội. Bởi số đông các tướng lĩnh thuộc phe bảo thủ, thân Trung Quốc đã và đang tìm cách cản đường ông. Với giới lãnh đạo cấp cao dân sự, ông Tô Lâm thừa khả năng bịt miệng họ bằng các hồ sơ dính chạm nhưng giới chức lãnh đạo bộ quốc phòng lại là bất khả xâm phạm. Bởi quân đội có ưu thế đặc thù, họ có hệ thống tư pháp riêng, có cơ quan điều tra bộ quốc phòng, viện kiểm sát quân sự và tòa án quân sự. Nên ông Tô Lâm và bộ công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổng cục 2 là thu thập hồ sơ tình báo về những bí mật động trời của giới lãnh đạo cấp cao, từ ủy viên trung ương đến các ủy viên bộ chính trị, kể cả các tướng lĩnh cấp cao của quân đội. Vì vậy, một số suy đoán cho rằng Tổng cục hai tình báo quân đội được chọn làm điểm đột phá của Tổng bí thư Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm có thể nắm chắc được Tổng cục 2, thì ông sẽ quá giải được bài toán về phe quân đội không mấy khó khăn. Đặc biệt chắc chắn hơn, nếu ông nắm được Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng Tút, người đã ngồi vị trí này hơn 10 năm. Tướng Hùng Tút từng là cấp phó của tướng Nguyễn Chí Vịnh, một đàn em của cựu thủ tướng Bài Dũng. Trước đây, ông Vịnh đã nâng đỡ Phạm Ngọc Hùng lên nắm chức tổng cục trưởng tổng cục 2 từ năm 2014 cho đến nay. Và đây là hình đại tướng Lương Cường. Nếu ông Nguyễn Chí Vịnh trung thành tuyệt đối với ông Ba Dũng, thì ông Phạm Ngọc Hùng lại là người gió chiều nào xoay chiều đó. Sau đại hội 12, khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng, thì Hùng Tút về dưới trướng ông Phúc. Sau đại hội 13, ông Phạm Minh Chính lên thủ tướng, ông Hùng lại trung thành với ông Chính. Đáng chú ý, tướng Phạm Ngọc Hùng trên cương vị Tổng cục trưởng Tổng cục 2 được cho là đã giúp Thủ tướng Chính rất nhiều trong vụ án công ty cổ phần tiến bộ AIC của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bị nhà nước Việt Nam truy nã. Bà Nhàn AIC là một nữ doanh nhân có mối quan hệ với nhiều giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cũng như các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Thủ tướng Chính bị cáo buộc có mối quan hệ gắn bó trên mức tình cảm với bà Nhàn. Trước hội nghị Trung ương 7 khóa 13, Tổng bí thư Trọng và Bộ Công an đã lợi dụng vụ bài nhàn AIC để tìm mọi cách loại bỏ ông chính ra khỏi ghế Thủ tướng Chính phủ, nhưng bất thành. Một điều kỳ diệu là, cho đến nay, ông chính là nhân vật duy nhất trong tứ trụ, từ đầu đại hội 13 không hề hấn gì. Công đầu phải kể tới là vai trò của tướng Phạm Ngọc Hùng. Trước khi ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng bí thư, nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề tiết lộ, ông Tô Lâm đã cho tay chân trong Bộ Công an tiến hành lùng sụp để tìm cách bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ Đức đưa về Việt Nam, giống như vụ Trịnh Xuân Thanh trước đây, nhằm loại bỏ ông Phạm Minh Chính. Nhưng cho tới nay vẫn bất thành. Và đây là hình Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hiện nay, là một người không trung thành với bất kỳ ai, chỉ trung thành với chiếc ghế quyền lực này. Theo giới thạo tin, Hùng Tút sẵn sàng thay thầy đổi chủ với phương châm gió chiều nào theo chiều đó. Nếu không có gì thay đổi, thì cuối năm 2024, tướng Hùng sẽ phải nghỉ hưu. Do vậy, đây sẽ là cơ hội của Tổng bí thư Tô Lâm bằng cách đưa người của mình lên nắm Tổng cục 2. Một khi qua Tổng cục 2 xử lý được các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang nỗ lực chống phá mình, thì chắc chắn Tổng bí thư Tô Lâm sẽ thu phục được vào quân đội. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tổng bí thư Tô Lâm có thay Hùng Tút, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm lê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Mark Lenin bị kết án tù. Ngày 27 tháng 9, VOA Tiếng Việt Loan tình, Việt Nam tuyên án 8 năm tù đối với người kêu gọi từ bỏ học thuyết Mark Lenin. Theo đó, một tòa án ở tỉnh Lâm Đồng vừa tuyên án 8 năm tù đối với ông Hoàng Việt Khánh, 41 tuổi, bị ghép vào tội tuyên truyền chống nhà nước do đăng tải các bài viết trên Facebook kêu gọi chính quyền Việt Nam từ bỏ học thuyết Mác-Lênin mà Đảng Cộng sản cầm quyền đã theo đuổi hơn 90 năm qua. VOA dẫn tường thuật của báo chí trong nước cho biết, Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 9 đã tuyên phạt án tù trên đối với ông Khánh, cáo buộc ông tạo đăng 126 bài viết và một video clip trên Facebook chỉ trích các chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam về chính trị, kinh tế và xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. Đồng thời, theo báo chí nhà nước, ông cũng xuyên tạc lịch sử dân tộc, phỉ bán và lăng mạ các nhà lãnh đạo, vu khống các quan chức cấp cao của đảng cũng như phát tán thông tin sai sự thật. VOA dẫn trang an ninh TV của Bộ Công an cho hay, với tài khoản trên Facebook mang tên Hoàng Dũng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2023, ông Khánh bị cho là đã tham gia các hội nhóm kính kêu gọi từ bỏ học thuyết Mark Lenin, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tài khoản Facebook của ông Khánh, người bị bắt hồi tháng 2 năm 2024, thu hút hơn 45.000 người đăng ký và theo dõi, cáo trạng cho biết. VOA nhắc lại, chủ nghĩa Mark Lenin được Liên Xô áp dụng để diễn dịch và xây dựng chủ nghĩa xã hội từ đầu những năm 1920 tiếp đến được thực thi ở các nước Đông Âu và lan sang các nước như Cuba, Venezuela, Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam. VOA cho biết, dù học thuyết này bị một số quốc gia phương Tây chỉ trích là mô hình để các nhà lãnh đạo Cộng sản thể hiện tính độc tài, chuyên quyền và toàn trị, đảng Cộng sản Việt Nam vẫn theo đuổi nó từ lúc thành lập vào năm 1930 đến nay. Và đây là hình ông Hoàng Việt Khánh tại phiên tòa. Chính quyền Việt Nam do đảng Cộng sản cai trị thường bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và không dung thứ những tiếng nói chỉ trích đảng cầm quyền hay các nhà lãnh đạo của đảng. VOA cũng cho biết ngày 10 tháng 9, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt 6 năm tù đối với ông Hoàng Tùng Thiện, 46 tuổi, sau khi ông lập các trang web bị xem là nhằm tuyên truyền đa nguyên đa đảng và có ý định sáng lập đảng Lạc Hồng để cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam. Theo VOA, truyền thông nhà nước dẫn cáo trạng cho rằng, từ tháng 10 năm 2023, ông Hoàng Tùng Thiện sử dụng hai trang web là ước mơ net và đảng đoàn.org để đăng tải các bài viết, quan điểm của mình về đa nguyên chính trị, đa đảng tại Việt Nam, đồng thời vận động tham gia hội nhóm của ông. Trước đó, từ tháng 4 năm 2023, ông Thiện đã đăng tải các bài viết có nội dung xấu, tuyên truyền đa nguyên đa đảng, nói xấu đảng, chế độ chính trị, xuyên tạc về các lãnh đạo đảng, nhà nước. Và đây là hình ông Hoàng Tùng Thiện. VOA trích dẫn bài viết Điều gì xảy ra nếu tôi bị bắt, đăng trên Facebook của ông Thiện vào tháng 1 năm 2024. Đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm đa đảng, là một chủ trương quan trọng số một quốc gia. Nếu tôi bị bắt, ít nhất đến thời điểm này, chưa ai có đủ khả năng triển khai đổi mới hệ thống chính trị, bao gồm lật đổ cộng sản và xây dựng chế độ đa đảng tại Việt Nam. VOA cho biết thêm, cũng như ông Khánh, Ông Thiện bị án tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo quy định tại điều 117 của Bộ luật hình sự năm 2015. Vẫn theo VOA, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, các quốc gia phương Tây và cả các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần khuyến nghị chính quyền Việt Nam bãi bỏ điều luật 117 cùng với các điều luật khác của Việt Nam về an ninh quốc gia và cho rằng chúng được sử dụng rộng rãi để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam bác bỏ khuyến nghị này, biện hộ rằng chúng được xây dựng hoàn toàn hợp hiến và phù hợp với các công ước quốc tế về nhân quyền. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người kêu gọi đảng từ bỏ học thuyết Mark Lenin bị kết án tù. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới